Thì ban đầu á là tôi cũng mong tìm ra một cái phương pháp mà của phương Đông, tức là không dùng thuốc. Thì tôi tìm ra ở cái phương pháp của Cốc Đại Phong, thì ổng có dùng cứu, dùng thuốc cứu làm ấm cái huyệt dưới rốn nè, rồi về sau lưng nè, rồi chân nè, và cái dưới lòng bàn chân. Thì mục đích là để sống trên 100 tuổi, vì ông nói có một cái làng á của Cốc Đại Phong sống trên 100 tuổi. La médecine, je veux dire orientale, c'est traditionnelle, chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, vous avez des vietnamiennes, mais vous avez des femmes méridiennes, des chinoises. Il y a des points méridiens, par exemple, quand on met la pierre sous la plante des pieds, vous avez la pierre sous le cou. Bon sang, c'est bon sang. Voilà. Et couper les huit, mais là, donc, il faut chauffer certains points méridiens pour vivre plus longtemps. Nhưng mà tôi có sử dụng qua rồi mà không có thấy kết quả, thấy gì không? Thấy rõ ràng. Alors, vous savez, quand vous allez dans les séances d'acupuncture, il y a certains médecins acupuncteurs, vous avez l'acupuncture, on met les aiguilles après, ils vous chauffent un petit bâton. Hein, un petit bâton, on met au-dessus de l'aiguille pour que ça chauffe. C'est pas méridien. Il n'y a pas de résultat. Voilà. Et maintenant, il se pose la question pourquoi il a inventé cette pierre, parce qu'il a trouvé que la technique, si on utilise ce baron, l'acupuncture plus les bâtons comme ça, ça chauffe. Et bien, comme il n'y a pas, c'est pas efficace, on va pas dire efficace, il n'y a pas d'efficacité. Ça marche, mais ça marche pas comme il veut. C'est voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'il a réfléchi. Il a dit comment on peut avoir la chaleur. Sau đó là tôi mới dùng cái tôi mới nghĩ đến cái chuyện cái gan, tại vì cái gan á của mình á là trước hết là toàn bộ cái hệ thống tuần hoàn của mình á là có gồm 5 lít máu, nhưng mà một giờ đồng hồ á thì máu nó đi qua gan 60 lít. Alors, il y a aussi dans le corps humain, vous avez le foie. C'est un organe qui filtre le sang. Par heure, vous en tout dans le corps, on a à peu près 5 litres de sang. Mais chaque heure, comme le sang circule dans notre corps, chaque heure, il va avoir 60 litres de sang qui passe à travers le foie. Voilà. Và tôi là cái người thí nghiệm đầu tiên, có nghĩa là tôi dùng hai cái cục đá, tôi bỏ vào lòng cái sống và tôi chườm ở cái vùng gan của tôi. Donc, il se fait comme à lui-même en premier pour inventer une théorie. Il va dire, bah, alors, je réfléchis, je prends la pierre, les deux pierres, il chauffe au four micro-ondes et puis il teste d'abord sur lui. Và cái đêm đó tôi ngủ thật là ngon. Thì tôi thì mà bản thân thì có cholesterol máu gan này cao này, mà men gan cao này, rồi gan nhiễm mỡ này, rồi bị sao bệnh tout le monde? Comme tout le monde. Des problèmes de cholestérol, des gouttes. Non, parce que vous voyez, il aime bien la bonne chair, donc c'est normal. Hein? Oui, le chien, là. Et comment dire, l'asthmatique. Oui. Rồi, tôi sử dụng cái phương pháp dòng đá vậy trong vòng 5 tháng thì tôi đi xét nghiệm trở lại tất cả thì trở lại bình thường. Donc, il utilise en fait la pierre pendant 5 mois, il teste sur lui. Tous les soirs, il utilise la pierre, il met sur le froid, et au bout de 5 mois, il se sent mieux. Trong khi đó là trong khi đó là tôi điều trị cái bệnh đó là suốt 5-7 năm mà không có kết quả gì. Và còn nhớ là cái ngày mà tôi với Ani đi đến nhà cô. Pardon? Tu vois la validité sans savoir? Non, c'est monsieur Ani. Ah, oui. Cái lúc đó là tôi cũng bé quá. À,
À, à cette époque-là, il est assez... Oui. Lúc đó, tôi mà tập ra hết, mà đi đứng là, mà tôi đi đứng là lúc cái đầu gối đau, tôi đi lúc nào cũng... Mà là béo thì tôi đi, ví dụ như trong trường hợp mà gặp cái ghế, thì tôi phải lắc từ tôi đi. Bon, il marchait pas très droit parce qu'il essayait d'éviter les chaises qui se trouvent sur son chemin. Mais đi đứng khó khăn nhưng mà sau khi chuẩn đã xong thì tới bây giờ là người nhẹ nhàng giơ tay chụp tôi lẽ là. Maintenant, il y a des articulations vont mieux, plus fort, donc il marche plus rapidement, même si il a gardé son enveloppe. Hein? Một cái anh mà bị nhiễm độc trì. Nhiễm độc trì mà nhiễm độc trì 15 năm. Thì nhiễm độc trì. Nhiễm độc trì bởi vì này á là anh đi bắn kim á. Rồi cái bắn kim bằng như đàn chì á là lấy mà chì anh ngậm như miệng. Ah, il va à la chasse, il y a des balles, il tue les oiseaux, il prend la balle, il met dans la bouche. C'est comme ça qu'il s'est Và khi mà bị nhiễm độc trì nặng vậy đó thì đứa con của anh á, một đứa thì chết, một đứa dị tật. Donc comme il est déjà intoxiqué par le mercure, il a deux enfants, un qui est mort et l'autre qui est handicapé. Và trong gia đình những cái người mà bị cái con chim á, khi mà bắn cái viên chì á, nó trúng vô cái viên chì vô cái nó thấm vô máu trong thịt đó, và khi anh đi bắn buổi sáng hay chiều về ăn, thành ra là cả gia đình đều bị nhiễm độc trì. Donc quand on va à la chasse, les oiseaux, les balles, le mercure, et attention, la balle va tuer l'oiseau, ça a traîné dans le sang de l'oiseau, la chair, on mange la chair des oiseaux, enfin on mange l'oiseau, et c'est comme ça qu'on s'intoxique. 15 năm là bị nhiễm độc rất nặng. Donc il ne mange que les oiseaux. Và sau khi mà chườm đá xong mấy tháng, 5-6 tháng xong thì da mặt anh trở lại trắng hết và đi xét nghiệm ra là thì không còn nhiễm độc trì. Donc ça enlève les toxines du corps au fur et à mesure et comme ça il se sent mieux. C'est-à-dire que les toxines est enlevée. On va pas dire tout de suite mais il faut qu'il le fasse. Mais il fait au fur et à mesure les toxines sont enlevées du corps et il se sent nettement mieux. C'est pas une seule fois hein. Oui. Oui. Thống gan và sưng gan. Thì cái đá này nó có cái tác dụng gì không? Được qua là sạch ra được toxin. Ăn sơ gan á, est-ce que avec ces bières là, on peut soulager ou alléger, par exemple? Oui. Được rồi. Dạy ở Nürnberg đấy. Il y a un an, il est allé à Nürnberg, en Allemagne. Có một cái em đó nó bị tiểu đường. Il y a une personne qui a diabète mà cao á, bị élevé. Thì bác sĩ cho thuốc xong á. Nhưng mà cho thuốc sao biết là nó ngộ độc thuốc tiểu đường luôn. Donc il prend des médicaments, il se fait intoxiqué par les médicaments. Rồi, sau khi nó bị nó xong ấy thì nó không có đi được nữa, nó nằm ở một chỗ mà thấy muốn đi đâu là có người dìu. Donc il peut plus bouger, chaque fois qu'il veut bouger, il faut que quelqu'un l'aide à marcher. Vậy sau khi gặp tôi á, thì tôi dạy cũng như một cái chùa ở Ninh Bẹp này nè, thì tôi cho em nó nằm ở đây, tôi cho chườm đá trong vòng 2 giờ đồng hồ đứng dậy đi được. Donc pendant qu'il donne des cours, il a demandé à ce que la personne s'allonge, on lui donne deux pierres chaudes, il met sur le foie, au bout de 2 heures, il arrive à se lever et marcher. Rồi sau đó tôi cho chườm đá tiếp tục trong vòng nó là 3-4 hôm nữa. Comme il donne des cours pendant plusieurs jours, donc tous les jours il fait la même chose. C'est-à-dire on prend les pierres, on met sur le foie. Vậy, ban đầu á, thì em nó phải có hai người dìu lên trên cái chánh điện á, thì mới được. Còn sau 3-4 ngày xong á, thì em nó là đứng dậy đi được rồi, nói với tôi là xin phép là cầm hai cái vali của tôi đem từ ở chánh điện đi ra ngoài xe. Donc au départ, pour se bouger, il faudrait qu'il y ait
deux personnes qui l'aident. Quand on rentre dans la pagode, vous avez toujours le statut du Bouddha qui est à un étage supérieur. Donc pour monter à l'étage supérieur et faire la prière, il ne peut pas marcher tout seul, il faut que deux personnes l'aident. Au bout de 3-4 jours, une fois qu'il a mis, qu'il a utilisé la pierre chaude qui est sur le foie, 3-4 jours après, il se sent mieux, elle peut arriver, il peut marcher tout seul, aller à l'étage supérieur, faire sa prière. À la fin de est-ce que je peux vous aider, porter les deux valises pour descendre et accompagner jusqu'à la voiture. Rồi, có một cái bệnh nhân nữa mà cũng ở Ninh Bẹt á, là lúc mà đến với tôi á, thì cô này cũng nổi mặt đỏ hết, là tại vì cổ do ở cô bị bệnh á, thì bác sĩ cho thuốc, anh nhà nó bị phản ứng thuốc, nó dị ứng, nó nổi đỏ đầy mặt hết, cái đó cũng là do gan mà nó mặc được. Donc, il y a une personne également qui a pris des médicaments, donc elle a des réactions. Les médicaments provoquent des réactions, donc la personne a des visages rouges, le peau rouge, donc il y a réaction chimique dans le corps parce que le foie est trop chargé. Donc la même chose, elle utilise la pierre chaude. Thì cái tác dụng của cái đá này nó nhanh lắm. Thí dụ như ở đây mà có người nào mà yếu á, mà cảm thấy mệt mỏi rồi này nọ các thứ, người này chỉ cần bỏ vô là bị sống ở đây trong vòng 2 giờ cho vài phút, rồi xong nó cho mọi người để đây chờ trong sau trong vòng 1-2 giờ đồng hồ mọi người đứng dậy đi thì bình thường nghe được thoải mái. Ici si vous avez si y a une personne qui se sent pas bien, malade, on peut essayer, on lui donne deux pierres chaudes et au bout de 2 heures, on va lui donner les deux pierres chaudes et il va mettre sur le foie et 2 heures après, on peut voir si ça va mieux ou pas. Em là bị dị ứng gì? Bây giờ thí dụ như cái trường hợp của cô này ổng là tu dạy ở Paris á. Thì nói tiếng Pháp thì nó luôn có mấy trăm hồi gì. Rồi, cô này cổ bị allergy hả? Là bao nhiêu lâu? 4 ans. 4 ans. Rồi, chọn đá, sao nói normalement, quand populaire déjà, c'est 4 ans, mais toujours normalement, c'est les yeux, la nez, la bouche, oui, c'est très lâché, c'est très mal. Et maintenant, je fais les deux pères, c'est pour le foie ici, oui, normalement, c'est 2 jours. Và tout de suite, je sorti, c'est allergie populaire. Và maintenant, je continue toujours. On a donné également le même séminaire à Paris. Donc cette personne, c'est la première fois qu'elle participe au cours à Paris. Donc quand elle a exposé ses problèmes d'allergie, à ce moment-là, on lui a dit, voilà, essayez une pierre chaude. Elle a fait. Depuis ce jour-là, elle a essayé et elle se sent mieux parce qu'elle a le nez très pris, les yeux qui pleurent, enfin, elle a grandi le pollen. Donc, l'allergie, c'est les yeux qui pleurent, le nez qui bouge et puis elle se sent pas bien, elle a la gorge un peu irritée. Donc, on lui a demandé de mettre la pierre pour voir si c'est efficace ou pas. Et elle a confirmé qu'elle se sent mieux, donc c'est efficace pour elle. Bây giờ trường hợp tốt quá là cái là cô này cổ nhớ thầy đi xuống mặt xe cho thầy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635.
chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.